Xin chào quý vị và các bạn. Mình là Lò Tước, là một lô cô gái của Phú Luông. Hiện tại mình đang đứng tại điểm săn mây của Xuân 30, tại một cung đường rất là hiểm trở và một địa điểm check-in rất là đẹp. Điểm này là điểm dừng chân để check-in đầu tiên của mây ấy, thì họ thường là du khách rất là thích săn mây ở cái điểm này, rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên tôi lên đến trên cao sơn Xoan 30 này là tôi đi làm từ thiện cùng với mọi người, và cũng từ đấy là yêu cái mảnh đất phong cảnh đẹp hữu tình, là từ đấy là nảy sinh cái lòng yêu mến cái mảnh đất này, yêu mến bà con trên này, và tôi đã dừng chân ở cái đất cao sơn Xoan 30 này. Một ngày của cao sơn Xoan 30 này là 4 mùa. Mùa hè được ví như là Sapa của xứ Thanh, nhiệt độ của nó thì từ 22 đến 25 độ. Vừa rồi chúng ta đã trải qua một hành trình rất là tuyệt vời. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ có rất nhiều du khách về Xoan 30 để trải nghiệm khám phá mảnh đất thân yêu này.